Cá này cũng đang gom lúa đi vô nè anh em. Đó, dốc này cao lắm anh em ơi. Nó đang lên cơm bò lên đó. Chở xe kéo này chở 3 lớp. Lúa này căng lúa tươi căng liền luôn đó anh em, đát xuống nghe luôn. Còn con 70 này cũng đang đi xuống nè. À, con xe kéo cũng đang dùng lúa đầy xe đi vô. Hai xe cắt, hai xe kéo. Đó, đang đi vô đó. Ồ, xe này chạy quá dữ. Xe kéo đang chuẩn bị đi lên nè anh em. Xe kéo nó mới lên chứ còn chiếc nó mới đang lên bờ nè. Họ đang từ từ bò lên nè. Hai anh em trên một chiếc xe tăng luôn á anh em. Ồ, cái đường quá hẹp. Quá dữ. Ồ. Rồi lên được rồi đó anh em. Còn hai máy cắt này nó đang chiếc đi lên chiếc đi xuống nè. Cặp đôi luôn đó anh em ơi, cặp đôi máy cắt. Cặp đôi máy cắt cặp này 70. Mình với anh em bữa nay ra đồng thư giãn nha anh em. À, con 70 này nó đang đi xuống tới đây nè. Còn con kia nó đang quay đầu đi lên đó. À, 70 này chạy cũng dữ lắm. Lúa này trúng lắm đó. Lúa còn quá nhiều lúa. Nó đang đi sắp gần tới đầu giạc rồi. Đó, tới đầu giạc đó anh em ơi. Chuẩn bị quay đầu đi vô nè. Đó, đang chuẩn bị quay đầu đi vô luôn. Cặp này là cặp 70, cặp sinh đôi. À, con xe kéo này đang chuẩn bị đi xuống gom lúa nè. Hai con luôn. Đó, hai con đang chuẩn bị đi xuống gom lúa đó. Thôi xuống dốc nguy hiểm quá. Đó, cặp máy đang đi gom lúa luôn đó. Con này chạy quá dữ. Xe kéo này chạy tốc độ luôn. Còn hai con đang hoạt động trên kia đó nè. Đó, hai con xe kéo cũng đang đi gom lúa luôn. À, hai chiếc đang đi xuống. Con chạy trước, con chạy sau, rồi con xe kéo cũng gom lúa luôn đó. Hai con cắt, hai con kéo luôn đó nè. Đó, còn mình xe kéo bên kia cũng đang dục lúa lên xe luôn. Còn con 70 đi sao mà. Bữa nay mình ra đồng anh em ơi. Ra đồng trải nghiệm ngoài đồng nè. À, con này đi gần tới đầu giạc đó anh em. Nó đang chuẩn bị quay đầu lên rồi.
Đồng này đồng mình mới cũng mới mở đây anh em ơi. Còn 70 đang tới đây. Còn xe kéo bên đó cũng đang gom lúa lên xe nè. Còn con 70 này cũng đang lên tới đây nè. Đó, đang đi tới đó luôn. Xe kéo cũng đang gom lúa nè. Con đi lên con đi xuống. Đó, con đi lên con đi xuống luôn. Cặp đôi 70 luôn đó anh em ạ. Con này cũng đi tới đầu giạc nè anh em. Đây chuẩn bị quay đầu đi lên. Lúa còn quá nhiều luôn. Hai xe kéo gom không kịp. Nó đang đi lên. Con xe kéo này cũng đang gom lúa nè anh em, chở ba lớp rồi. Cũng đang gom lúa luôn anh em, hai con cắt hai xe kéo. Dục bao lúa như dục bao bông gòn nha. Kéo này cũng đang lên dốc luôn nè anh em. Ăn về rồi. Đó, lên từ từ. Dốc này cũng cao lắm đó anh em ơi. Rồi đang lên được đó. Xe kéo này chưa đầy xe. Con xe kéo kia nó đang lên bờ nó đi. Còn ngọn này nó còn đang dục nè. Quá dữ, xe kéo này nó ba lớp. Xe kéo này cũng đang chuẩn bị lên dốc luôn nè anh em. Đang chuẩn bị lên dốc luôn. Mưa quá đứng luôn.
Họ đang làm được đó anh em ơi. Rồi đang lên được luôn. Rồi hai con xe kéo đang lên dốc rồi đó anh em. Con 70 nữa đang đi xuống tới đầu vạc. Còn con sau nó có đi ngoài sau đó. Con đi trước, con đi sau. Đang chuẩn bị quay đầu đi vô đó anh em ơi. Con máy cắt này nó có vấn đề gì không mà tài xế cầm chìa khóa nè. Biết nó có vấn đề gì không nè. Bảy mươi đang đi xuống tới đây nè. Nó lấy chụp đúng không? Đó. Đưa lên. Này nó mới đưa lên. Nó đang đi xuống tới đầu vạc nè. Đang quay đầu lên đó em ơi. Thiếu bao rồi. Họ đang đi lên luôn. Đang xuống gầm lúa đó anh em. Đó còn xe cắt này nó có vấn đề gì để tài xế chỉnh sửa lại nè. Rồi đang vận hành luôn anh em ơi. Rồi con 70 này nó đang đi xuống nè anh em. Hai xe kéo cũng đang gom lúa. Còn nay cắt hai con 70 giờ nó qua bên này nó đang cắt miếng bên này nè. Còn con này đang đi xuống. Nó bỏ con này lại ở bên đây à. Mới mở vẹt miếng bên kia cặp vách luôn nè. Nó đang đi xuống tới đầu vạc đó nè. Lúa mùa này quá chúng. Đang về lại đi lên đó. Bỏ lại nó mình bỏ lại một mình lên nó đây, con kia nó qua bên kia nó hoạt động bên kia đó anh em. Còn hai xe kéo nó cũng đang gom lúa luôn nè. Hai xe cái cũng đang gầm lúa, con 70 này nó hoạt động bên này. Còn con 70 nó bỏ thằng này nó qua đây nó cắt miếng bên kia. Kéo này cũng đang gầm lúa nè. Năng như năng nhẹ cành hoa vậy đó anh em ơi. Sức khỏe dồi dào. Lúa mùa này cũng trúng lắm anh em. Đó, cái này đang ve lại để lấy nè.
hai anh em trên một chiếc xe xe kéo. Đó, quá lực anh ấy ơi, bền lên. Cũng đang đi vô để gom lúa nè nè, còn con này thì nó đang cái gom gần đầy nè, chuẩn bị đang đi vô nè, nó đang chuẩn bị đi vô đó nè mày. Dốc này cũng cao lắm đó nè. Đó, tài xế đứng lên để nhìn, quan sát cho dễ nhìn. Đó, chuẩn bị trả số. Đang lên từ từ. Đang lơm khơm bò lên luôn. Wow, dốc cao lắm đó. Rồi đang lên được luôn. Lên một xe, còn lại một xe này là còn đang gom này nè. Đó, đang chuẩn bị gom. Xe này cũng chở ba lớp. Mấy anh máy kéo là hết bao. Mấy anh này đang dũng lúa lên xe nè. Còn con 70 nãy nó cắt cặp đôi 70 đó, giờ nó qua bên này nó cắt bên này nè. Rồi còn con 70 trên này nó đang đi xuống rồi nè. Nó đang chuẩn bị cũng đi xuống rồi. Đang đi vô nè anh em. Quá dữ trời. Nó con đang chuẩn bị lên dốc luôn. Nó đang lên dốc đó nè mà. Wow, quá cao. Rồi lên được rồi. Chở bao ra máy cắt nè nè, nó hết bao, nó chờ máy nè, còn máy cắt đang chờ đó. À, anh này anh chạy xe anh chở bao ra, lúa mùa này quá chúng, nó đang thiếu bao chờ lấy bao. À, con 70 này nó cũng đang đi xuống nè. Còn cũng hết nữa anh em. Đó, lúa quá nhiều. Cảm ơn anh em đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua, ra đồng làm những cái video trải nghiệm đó anh em. Bây giờ lúa cũng đã cắt cũng gần xong rồi đó anh em. Còn lam này nữa là hết. Nó đang đi lên. Cảm ơn anh em đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Con này đang đi lên. Cảm ơn anh em đã đồng hành trong suốt thời gian qua và những clip tiếp theo, mình chân thành là cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi giờ mình xin nói lời chào tạm biệt anh em, hẹn video tiếp theo anh em.